thân gửi cháu đào, bà gửi ít đồ đã qua sử dụng, ngoài một số địa chỉ tích danh, còn lại cháu xem tiện ai thì cháu gửi giúp đến tận tay cho người có nhu cầu. Không đúng rồi, nhưng là phải có quay khóa chị ạ. Đây 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 đây. Đúng không? À đẹp à. Thế là đây cũng có rất là nhiều, các chị lựa xem là cái nào vừa mình thì lấy vào mặc nhá. Lựa được nhiều và ôm các nách không hết rồi, cho vào bao rồi. À, cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Em Mình xin chào quý vị thân mến trên kênh của em Đào ạ. Cháu Mai xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị. À, các bác ạ, hôm nay thì cháu Đào cũng rất là vui. Thì hôm nay kênh ấy là cũng có nhận được khá là nhiều phần quà từ các cô bác, anh chị có gửi gắm yêu thương từ nơi phương xa đến, là những bao quần áo ấm cũng như là cho các cháu nhỏ và các anh chị trên này. Thì các bác cũng có dặn em là đi vào những bản làng nào mà thấy bà con không có ấy, thì mang lên. Thì hôm nay là tiện là em cũng lên trên này tham qua chị Mỉ Vlog cũng như là tham qua bản làng Hấu Chua. Thì theo như em thấy là bà con trên này là vẫn ở những cái căn nhà rất là đơn sơ, và đặc biệt là có các cháu nhỏ là quần áo ấm ấy là cũng chưa có đủ để mặc, đúng không chị? Dạ đúng em. Vâng. Đấy thì hôm nay là em cũng thay mặt là các bác là mang vào trong này là khá là nhiều bao quần áo. Đây ở đây thì là có 4 bao. Đấy, nãy xe chúng cháu cũng chở lên trên này và không đi lên được nữa. Ngoài ra thì nãy chị có ấy, Lalin là cũng chở lên trên kia được một bao rồi, và em Mai nữa. Thì là ở đây là nãy cháu Đạo cũng có ghi qua rồi, có nhận được của chú Chiến ở Đà Nẵng là 2 bao quà. Cô Vũ Thị Quyên là 1 bao, anh Nguyễn Văn Đạo ở Tam Đảo Vĩnh Phúc là 2 bao. Và bà Y ở Vũng Tàu ấy có gửi là 1 thùng. Ấy, bà thì có gửi qua kênh của anh bé. Ấy thì cháu Đào cũng xuống lấy và thay mặt bà là mang vào trong này trao cho bà con. Ấy, bà Y là 1 thùng. Ấy thì Mai trở lên trên kia rồi, dạ, đúng không? Vâng ạ. Lời nói đầu thì... Thế chị nói đi. Đấy, nói đi. Tại vì hồi nãy là rất là dốc nên là hai chị em không thể dừng xe ở đoạn này được. Thì hai chị em mới phải là phi thẳng lên, trên kia. Chị có thì hiện tại đang caramel cho chị Mỉ Vlog các bác ạ. Đấy thì lời nói đầu cũng xin thay mặt bà con bản Hấu Chua gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô bác, anh chị đã gửi quà lên trên này để giúp đỡ cho bà con và các bạn nhỏ ở trên này ạ. Thì em Mỉ cũng xin gửi lời cảm ơn cho quý Mạnh Thường Quân đã luôn yêu mến bà con ở trên Hấu Chua mà đã tặng được những bao quả áo rất là đầy ý nghĩa cho bà con ở trên này. Nên là em mình cũng rất là cảm ơn em Đào nữa. Dạ, vâng. Rất là cảm ơn em. Vâng. Và cảm ơn em Mai nữa. Cảm ơn chị Mỉ nhé. Hôm nay lại tiếp tục mang được món quà rất là đầy ý nghĩa cho bà con ở trên Hấu Chua này. Vâng, em cũng cảm ơn chị. Thế hôm nay cũng đồng hành cùng chị em chúng em để phát quà cho bà con ở trên này ạ. Dạ vâng ạ. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là chị em mình sẽ bắt đi thôi nhỉ. Vâng, có đoạn nào rộng rộng hơn chỗ này không ạ chị? Có, ở trên có. Ở trên có à? Vâng. Tuy nhiên ở đây là cũng có khá là bao quà, là khá là nặng đấy. Đấy, bao nào mà một mình không nhấc được thì chị em mình cùng nhau bê ha. Dạ, vâng ạ. Những bao nhỏ này chị Đào với em sẽ mỗi người 1 bao luôn. Rồi, đây để chị bao to nhất lấy về đây xem nào. Đây, chị Mỉ bé bé cái gầy bao bé đi. Bao bên kia đi. Đây. Nhưng mà bao to này thì được chị ạ. Bao to này là của anh Nguyễn Văn Đạo ở Vĩnh Phúc này, anh có gửi lên là 2 bao này. Được không? Được. Em bao này luôn à? Được chị. Được không? Được. Rồi, cố lên nhá. Ở đây là cũng có hai chị là ở trong này luôn. Đấy cũng xuống cùng chị Mỉ để hỗ trợ hai chị em lên này. Chị có để em cho. À đây có một chị nữa này, chị lấy đi để em vác thêm bao này lên. Đấy, như bao này là ui ui. Bé mà cũng khá là nặng phết. Đấy, nặng không hả chị? À nặng à, tại vì bao cũng khá là to ấy. Vâng. Thế chị này là nhà ở đâu hả chị? À, cũng là ở gần ngay nhà chị Mỉ đúng không? Dạ. Con trai của chồng chị. Vâng. Thế chị tên là gì ạ chị? Tên là Mỉ này. À, trên này là nhiều chị Mỉ nhỉ. Có 2 Mỉ. Có 2 Mỉ à? Đấy, hôm nay là đồng hành cùng cháu Đào là có cả hai chị Mỉ là song Mỉ luôn đấy. Đây ở đây là còn một thùng và 1 bao nữa. Đây. Đấy, nếu mà mệt thì nghỉ ngơi một tí chị ạ. Vâng. Đấy, cũng có khá là nhiều các phần quà của các bác. Em say, đưa cái dây này cho chị bùa để chị gùi luôn đi. Vâng, không có mua. Gùi luôn.
Cái thùng này là do là bà cũng gửi từ rất là xa lên ấy, nên là khi mà chúng cháu vào nhận được thì cái thùng nó hơi bị xẹp một tí rồi bà. Đấy, bà y. Ôi cái này là phải điệu thật rồi, tại vì là nếu mà bê lên là nó sẽ bị rách ra hết đấy. Vâng. Đấy các chị đang về lấy dây để điệu. Đây gửi từ xa lên đó chị ạ, nên là hơi méo một chút. Ôi dụng. Cái này là dây chun quần là đã rơi ra ngoài này. May quá là chị em mình vẫn đã chở lên đến trên này thôi. Đây là... đây chính là cách buộc của người Mông, không đúng cần rồi. Gì cả chị ạ. Đấy, điệu luôn đằng sau đúng không? Nặng thì để em chị ạ, chị bao bé đi, bao nặng nặng để em tí em mắc vào này lên cũng được. Đây để em nhấc lên nhá. Nếu đây này này, mai ơi, em nhắc cái hộ đằng sau nhá. Hai ba, này lại tiếp tục đi lên thôi nhỉ? Nhờ bây giờ là chờ em sẽ vào chở một bao lên. Chở một bao lên ạ? Nếu mà ngay trên này thì chị em mình vác bộ cũng được mà, tại vì chị Mỹ bảo ứng ngay khúc cua trên này rồi. Đấy, cái này là bây giờ là các chị có dây là buộc hộ em thùng này nhá. Tại vì là giờ bê lên thì sợ nó rách ra hết luôn ấy. Đâu nhỉ? Mai nãy bao nào nhỉ? Đấy, giờ lại đi lên thôi nhỉ? Đấy, chị hộ em bao kia nhá. Đưa cho em. Chở lên luôn ạ. Em chào anh ạ. Dạ. Ui, dẹp dẹp gọn gọn tí để anh đi lên này. Đây chị em mình lên trước. Ui dồ. Đây vẫn còn anh ạ. Anh là gọi đúng tên em luôn này. Tại vì là em này cũng hay xem video của cũng xem kênh của em à. Em cảm ơn anh ạ. Rồi, chị em mình vác thì lên trước đi nhỉ. Anh hộ em chở hai bao lên nhá. Vâng. Bà có thể cho biết là nó. Tản để lấy nước lên trên này để làm nhà cũng như là sinh hoạt hàng ngày luôn. Đấy, chị là cũng vừa mới đi lấy chiếu về để lúc nữa giải ra cho bà con nhận quái. Đây là cái bao quà nãy chị Mỹ là có vác lên này. Cái bao này là của anh Đạo rồi này. Đấy, bỏ dây ra thôi Mai ạ. Chị buộc chắc à? Dây này thắt. Buộc cái này là khá là khó tháo. Khá là khó tháo. Gọi được không ạ chị? Gọi đủ chưa chị? Gọi được người chưa? Được rồi ạ. Không có cái gì cắt ạ. Đây cái này bỏ ra được mà. Chị em mình là lần sau phải mua theo con dao bé bé để khiêng ra đây đi Mai ạ. Nặng. Dao này nặng thật. Cái gì đây Mai? Rau cải của rau cải à? Không biết là của chị nào nhỉ? Hái được rất là nhiều rau cải, chắc có lẽ là mang về để làm rau dưa đấy, không phải cho con gà đâu. Đấy. Đây, nên là đây là bao nhiêu bao quả nhé? 2, 4, tính ra là 6 phần quà. Đấy, đây là của anh Đạo rồi này. Đây cũng là một bao là của... hai bao này là của anh Đạo. Đây là của bà Y đây. Đấy, đây là của cô Vũ Thị Quyên này. Đấy, đây là của chú Chiến. Chú Chiến cũng hai bao. Đấy, bao này với bao này. Đấy, này thì rất là vui thôi. Có những phần quà dành tặng cho bà con trên này. Bây giờ là buổi trưa lên rồi là nóng rồi. Đấy, không biết là... em có mặc áo ở bên trong không nhỉ? Có, tí bỏ ra sao, nóng quá rồi. Đấy, các bé đấy may trong cặp có kẹo này. Chị mua cần tao lắm. Cả nhà có cả lò. Cả lò á, như bà mấy bé này là học ở đâu hả chị? Họ điện trường, học ở dưới này. Ở dưới này á, tiếp dưới đường á? Vâng, ngày nào cũng đi đón. Ngày nào vẫn đi đón. Thế là cũng khá là xa đấy. Em bé này bị ốm còn da nắng nữa. Bị ốm, ui, lông mi đẹp thật bé này. Đây. Ê, đằng sau cũng có các bé nữa Mai nhé. Ôi chào mẹ, ôi chào. Nó á? Cảm ơn mà mẹ. Cái này các bọn vào đất xong rồi thì nữa bà con đến đông đông rồi là phát những phần quà các bác cho bà con sau. Giờ là cũng xuống khá là đông rồi này. Các ông, các cô là điệu thêm mà. Cả cháu bé nữa. Mà có những nhà thì cũng không ở nhà. Như nãy chị Mỹ nói là có một hai hộ là bà con đi lấy củi không có ở nhà. Vâng, thế thì lúc nữa là chị lựa ra hộ em nhé. Vì là em cũng chưa nhìn thấy các chị đấy bao giờ nên là cũng không biết là cái nào mới vừa.
Đấy. Giờ chắc là giải ra trước đi chị Mỉ nhỉ. Vâng. Có xe qua ấy, chị ạ. Trên này là có xe qua thì dừng đây nhận quà luôn. Rồi chị em mình cũng bỏ ra dần đi nhỉ Mai nhỉ. Xong là lúc nữa là các anh chị đến thì lựa lấy luôn. Đây. Chắc là chị em mình nước ba này. Vậy thì còn hai hộ không ở nhà ấy, nên là sẽ để lại bao này cho hai hộ. À, tức là còn hai hộ là còn hai hộ thì không ở nhà rồi. À, không ở nhà. Đấy, tức là chị Mỉ thì muốn các hộ trên này đều nhận được quà ấy, vì hai hộ không có ở nhà nên là chị Mỉ cũng bảo là để bao này lại để cho hai hộ. Vâng, vâng, thế chị cất bao này hộ em nhé. Thế. Ở đây thì hai hộ nếu mà về nhà thì chị sẽ gọi đến để. Vâng, bao quà của cô Quên. Lấy một con dao rồi. Lấy dao à? Dao không biết là đây là có chị đang đi lấy rồi. À đang đi lấy rồi. Này là buộc bằng sắt luôn này. Ấy làm sao hả con? À, làm sao làm sao? Đây ăn kẹo đi, không khóc nhé. Ôi, càng nói càng khóc to. Nước chả gì? Dạ. Cảm giác như bị đau mắt ý. Đau mắt rồi sao ấy? Đau mắt rồi. Giờ nước cô chán á? Chán mía. Chán mía? Chán có đau ý. Đòi đi theo mẹ. Ui, giờ thì cũng là tập trung được khá là đông rồi. Vì này. Mở ra thôi nhỉ. Này bổ bằng dây thép luôn này Mai. Mai để ý xem nhé, xem là... Như đây là có cả bánh kẹo đây. Đây. Đào, cái này là để cho bố mẹ chị này. À, cái này bố mẹ chị Đào à? À bà Y đúng không? Đây là, cái này là nguyên túi này là tặng cho chị Đào đây. Vâng, đây. À, cháu cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Hôm nay cũng có phần quà dành tặng cho bà con. À, cũng có phần quà dành tặng cho bố mẹ của cháu Đào nữa. Đấy, cái này thì của cháu thì cháu xin phép giữ lại. Lúc nữa là cháu mang về cho bố mẹ. Đây là thư của bà Y. Thân gửi cháu Đào. Bà gửi ít đồ đã qua sử dụng. Ngoài một số địa chỉ tích danh, còn lại cháu xem tiện ai thì cháu gửi giúp đến tận tay cho người có nhu cầu. Bà chúc cháu luôn khỏe và thành công trong công việc. Chúc bà nội cháu, bố mẹ, chúc gia đình mạnh khỏe, thân ái, bà Y. À, cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Hôm nay thì trong phần quà của bà là cũng có những phần quà, cũng có cả những lá thư tay. Trong này thì chất chứa rất là nhiều tình cảm của bà ở trong này. Cháu cũng không biết nói gì nhiều. Cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến bà và đại gia đình mình. Chúc bà là luôn luôn vui tươi, mạnh khỏe và gặp được nhiều may mắn ạ. Bà lại tặng thêm một phần quà nữa cho chị em mình nữa. À, cái này à, cái này thì lúc nãy là cũng có khá là nhiều các cháu bé ở đây ấy, là chúng cháu là lại xin phát lại cho các em bé. Đúng rồi. Đấy, cái này là cứ cất gọn vào một bên đi Mai ạ. Xong rồi cái này thì bà cũng bảo là đây để cho ra, xong là bà con nào cần dùng thì là dạ. Cứ cho Mai hết đi chị ạ. Đấy, nếu mà có quà của ai thì là các anh các bà cũng ghi rõ mà. Ui. Đây để em kéo ra chị Mỉ ạ. Có lẽ là phải em phải bỏ giày xong để em đi vào. Được ở đây tại vì là chưa cắt hết đúng không? Đây. Đây 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 đây, từ từ. Bình tĩnh bình tĩnh. Rồi, đổ đi. Rồi. Cái này là cái gì đây Mai? Cái ga giường à? Cái váy chứ. Đây rất là nhiều quần áo này. Hai cái chiếu có lẽ là không đủ rồi tại vì là cũng còn khá là nhiều nữa. Mai đây. Em Đào ấy gửi cho bà con ở trên này, bà con rất là vui. Em là Đào ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là vui vì được thay mặt các bác là trao tận tay những món quà đến cho bà con ở trên này chị ạ. Cái này là tặng cho bà nội của chị này. À thế ạ. À? Của bà Y phải không? À thế em để gọn vào nhé. Cái này là để đây, cái bánh để đây.
Hôm nay là có rất là nhiều quần áo mới và đẹp này. Đấy, cái này là áo. Áo dài. Áo dài mà, đây. Hình như đây là những chiếc áo dài sao ấy. Chị Mỹ ơi, diện cái áo dài màu tím mai đi dẫn chương trình. Có cả quần cả áo luôn thật mà. Đây đây này thật mà. Chị Mỹ em nghĩ là chị mặc đẹp ấy thật mà. Tại vì là chị cao. Đây là đủ chị em mình muốn người một bộ. Xanh đỏ tím vàng ở trên đỉnh núi luôn nhỉ. Ô thật mà chị Mỹ đây này. Sớm từ lên chị Mỹ chắc vừa cái bộ này á. Đây, đây đây chị thử luôn đấy. Đấy, bộ này có lẽ là chị Mỹ mặc rất là đẹp này vì chị là người rất là gầy và cao nữa. Đấy, chị là thử luôn cho các bác xem nhé. Ngày mai là xanh đỏ tím vàng ở trên đỉnh núi. Đấy, em nghĩ là chị mặc đẹp đấy chị ạ. Đây là bà con cũng đến khá là đông đúc rồi này. Đấy, chị Mỹ đang cởi cái áo khoác ra xong rồi là mới đây chị ạ. Đấy. Vâng, chị có lẽ là bình thường là những ngày lễ, ngày Tết là cũng mặc là bộ váy mông của người dân tộc mình thôi đúng không? Dạ, còn chưa. Bộ như này là... Bộ như này là chưa được mặc. Chưa được mặc, hôm nay thử nhá. Thử mặc lần đầu tiên. À, lần đầu tiên à? Anh nghĩ là không đủ nhỉ? Không đủ, như là phải có quay khóa chị ạ. Đây, 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 đúng rồi. Cái khóa này ở đằng sau, đúng không chị có ấy? Đúng rồi. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. À, đây nữa. Tại vì lần đầu nên là hơi bất ngờ các bác ạ. Ô đâu nhỉ, em không biết mặc kiểu gì. À, chị gói đi. Vì là bình thường cháu nào cũng chỉ mặc quần áo rồi, chưa mặc váy bao giờ nên là cũng không biết là diện như thế nào. Em sợ chị mặc đây áo len ấy nó sẽ bị dày lên. Thế là bị dày đấy. Hơi phải không chị gói nhỉ? À, đúng rồi. Bé quá không đủ mặc. Tại chị đang mặc cái áo len ở bên trong nữa. Thì nó rách đấy. Không đủ rồi. Ôi, nhưng mặc sai rồi. Mặc thế nào? Râu mà. Đấy, các bà đang khen bảo đẹp mà, đẹp mà kia kìa. Đây vẫn còn. À, còn khóa không? Mở khóa này. Ôi, có vẻ là ngắn quá sao ấy, chị có phải không? Không, không ngắn đâu, tại không phải. Mặc được. Cũng là tại chị Mỹ là mặc áo len này thì nó dày nên là không mặc được. À, chị cầm bộ này về đi nhỉ chị nhỉ? Xong rồi là... Đây mai, bây giờ là cái cách để xem có vừa hay không này. Cái này khá là cần chị để em ướm để em chỉ có vừa thôi. Ui vừa luôn. Vừa luôn à? Theo kinh nghiệm là mua quần áo cần ướm như này vừa như chị là thật đấy. Cao to đen hồi như em hồi này thật. Chị bị làm bộ. Đấy, quá đẹp nhỉ. Mai mặc đi dẫn chương trình cho các bác xem. Đây là rất là nhiều đồ này. Ê, bà con đang lựa trên mình. Đây như chị này là đã khoác lên cho mình một chiếc áo dạ màu tím mộng mơ. Đấy, đẹp không hả chị? Đẹp. À, đẹp à? Thế là đây cũng có rất là nhiều các chị lựa xem là cái nào vừa mình thì lấy mà mặc nhá. À, hôm nay là có các bác gửi lên. Cái áo này cho bà. Ở đâu? Đẹp lắm. Ờ, này, áo rất là đẹp này. Bà ơi! Đây đây bà, đây, lạnh bà mặc cái này vào. Đây là rất là ấm ấy, bên trong là toàn là lông này. Ồ, đâu rồi? Chị gọi các anh xuống đây lựa này, chị rất là nhiều quà này. Đấy. Nhưng mà à, đây có rất là nhiều những cái áo rất là đẹp này. Đây này chú. Đây 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 đây. Cái này là áo len ba lỗ này. Luôn đi rồng á? Rồng ó, rồng. Này này. Ni nè. Ni á? Ừ. Các em ơi, lúc nãy để cho cán bộ không xuống mà cho tôi tả. Nhưng mà chị mới vừa là em nhấc xuống rồi. Bây giờ còn còn mùa hộ ấy. Thế bây giờ chị... À, nãy thì chị Mỹ có để lại một bao cho hai hộ không ở nhà ấy. Tuy nhiên là bà con đến sau ấy không biết là đã bỏ xuống hết ở đây rồi. Giờ thì chị Mỹ là lựa ra xong rồi là lúc nữa hai hộ kia đến sau thì cho hai hộ sau. Đây có rất là nhiều những cái quần áo đẹp này. Chị gói. Chị có đây. Nick của chị. Đào, 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 đào mới vừa. Em không vừa, em to quá, em không vừa. Cái váy rất là mới này, váy hay là quần nhỉ? Váy giả quần à? Không, cầm. Ừ, cái này là vừa váy vừa quần. Vừa váy vừa quần. Ờ, được, em đi ra thôi cho các cô, các bà lựa thôi. Đấy, tại vì cái không gian là hơi chật hẹp một chút. Sama, sama.
Ừ. Một say á mẹ, mẹ, một hôm đi một say á. Một ông một say á. Ờ, say á. Đấy, các anh trên này là khi mà nhận được những phần quà như vậy là cũng rất là vui. Đấy, vì là trên này thì bà con là rất là ít quần áo để mặc ấy. Có bé thì là cũng chỉ có trên mình là hai bộ quần áo thôi. Nhưng những mùa hôm nay thì chỉ nắng thôi. Còn như những mùa khác ấy là thời tiết âm u và lạnh ấy thì các bạn lấy giặt đi là không khô kịp để các bạn mặc đi học. Nên là những phần quà này thì thật sự là cũng rất là vui và rất là ý nghĩa. Rất là đẹp đấy. Không chọn à anh? Em không à? À, đây có một cái áo rất là đẹp đấy. Chị Mị, anh chồng của chị vừa cái áo này không? Đấy, có rất là nhiều mà chị, có nhiều mà. Đấy. Đây, 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 đây. Đây. Vâng, chị cũng xem là cái nào vừa thì là... Mai. Đấy, mặc vừa. Em mặc vừa thì xin lắc. Cái này em là sao vừa được, em to hơn mà. Chị Mỹ gây gây chắc là mặc đẹp ấy. Em thấy có mấy cái váy cho em bé. À thế à? Vâng, có. Ừ. Này, các bà còn chú đáo gửi cả dây lên để bà con là khi mà lựa quần áo rồi là về nhà là có dây để phơi quần áo luôn ấy. Đây này. Đây này, chị lấy về phơi quần áo này. À, cái dây phơi quần áo mà. Vâng. Cái này cái gì đây mày? À, cái khẩu trang. Em bé. Có em bé ở bên kia kìa. Đây, em bé ở đây cũng có. À, đây mày đưa cho các bé đi thế. Đây găng tay này. Nhiều găng tay cũng là nhiều tất cho các bé là đi học ấy. Nè mê, mê. Các bà là ôm trên mình là những cái túi bao tải để các bà là chọn xong là cho vào luôn. Các bạn là vừa tặng quần áo vừa tặng luôn bao đựng luôn. Ừ, vâng. Như đây chị cầm không hết chị ơi. Mình để vào bao luôn ạ. Ni nè, cho Ni học Ni à. Lựa được nhiều và ôm các nách không hết rồi, cho vào bao rồi. Em bé là bị ốm. Đông vui nhỉ. Vâng, đẹp quá. Mai, Mai ơi, cái túi nãy bà Y gửi đâu nhỉ? Bà Y, bà Y đây. Bên này là có nên là có bánh kẹo thạch là nãy bà Y có gửi lên cho chúng cháu ấy, chúng cháu lớn rồi. Đấy, xin phép là nhường lại cho các em bé. Đấy, cũng xin chân thành cảm ơn bà rất là nhiều. Đấy. Cái này là thạch hay sao ấy Mai nhỉ? Là thạch à? Ôi, lựa xong rồi à chú? Tàu lắm. Sai tàu á? Tàu là đấy, được một bao số kẹo này hai cháu tặng các em bé trong bản. À, cái này là của chị em mình, tuy nhiên là chị em mình lớn rồi. Có dán rồi đây. Đây là tặng cháu Đào này. Đấy, này, bé. Có lẽ là phải xé ra đấy Mai ạ, tại vì là bây giờ cho mỗi bé một gói thì lúc nữa lại có bé lại không được. Đó. Chị có ăn thạch không? Bây giờ chị em mình bóc ra. Bóc ra xong rồi là ấy. Đây gần. Cháu Mai này, cháu Mai có cầm về không cháu Mai? Cháu Mai sẽ đây cái này cho em bé luôn cũng được. Thế cho em bé này luôn. Đây. Chia nhau, tí các em bé khác chia nhau. Anh là chuẩn bị đi đâu đây? Em đi xuống dưới qua đổ xăng. À đi đổ xăng tận dưới á? Ôi ơi, còn là chắc đo đường ở đây rồi đúng không? Không, em vừa mới về cái này ở dưới kia em đo đường đấy. Anh là giai bản.
đâu rồi nhỉ? Các bé đâu hết rồi nhỉ? Mẹ mẹ phổi tông chỉ vua đây nhà con là bé nào đây 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 mẹ 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 ờ được rồi bé này được rồi này ôi bóng ngó rơi rồi đây 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 mai đưa hộ chị với đấy còn một bé ở đằng sau mẹ nữa này nắng quá là lấy cái khăn bé vườn 2-3 tháng ôi em bé bé quá che vào rất là nhiều nữa đây. Còn là bé nào nữa không? Bé nào? Vâng. Đây chị. Vâng. Đây còn đây là phần quà bà có dành tặng cho hình như là có cả của Mai hay sao ấy Mai ạ. Tặng bố mẹ cháu Đào. Cái này là cà phê sữa, có lẽ là mang về cho bố tại bố là cũng rất thích uống cà phê. Đấy còn đây là tặng bố mẹ bà nội cháu Đào, cái này là quần áo à Mai? Khăn ạ. Khăn à. Đấy, cái này thì phần quà bà cũng gửi từ rất là xa lên dành tặng cho gia đình của cháu Đào ấy, thì cháu Đào xin phép là bà nội à giữ lại để mang về cho bà cũng như là bố. Đây là bà nội cháu Đào cái chăn phải không Mai? Đây. Đấy, cảm ơn bà Y rất là nhiều, hôm nay cũng có rất là nhiều phần quà dành tặng cho bà con cũng như là gia đình của cháu Đào ạ. Giờ là chưa đi được đâu anh ạ. Anh đang vội đi tán gái hay sao ấy nhỉ? Đổ xăng xong đi tán gái đúng không? Đâu, em vợ rồi. Có vợ rồi à? Có vợ rồi à? 4 tuổi, 5 tuổi rồi. Ôi ôi. Thế là anh sinh năm bao nhiêu mà con 203. 203 mà vợ 4 tuổi 5 tuổi á? Con 4 tuổi 5 tuổi rồi. 203 này, chưa có mối tình nào này. Mẹ sẽ phải lấy vợ từ năm 16 rồi. Đúng rồi. Lấy vợ rất là sớm. Từ từ nhất để thế yêu anh nào không? Trên này có anh nào không? Anh ở đâu thăm? Đâu đâu có anh nào trên này? Chú ở đâu nhỏ? Đúng không? Chị Mỹ là Mai có túi kẹo vẫn còn để cho chị Mỹ mang về cho hai bé nha chị ấy. Phần quà là chị Mỹ là em phát cho bác cháu đi. Phát hết rồi chị ạ. Vâng, chị cũng có hai bé con ấy đi học là chưa về. Đấy thì là cũng có một chị thì đi lớp mấy rồi hả chị? Một đứa thì học lớp 7 rồi. Lớp 7 à? Cái này là cái vỏ thì bỏ ra nhá Mai nhá, tại vì nãy phát không. Đây đây cho chị cả túi luôn đi. Đấy, chị là cũng rất là vất vả đồng hành cùng mấy chị em là từ đầu đến cuối. Các bé hết rồi. Các bé là có hết rồi chị ạ. Thế mình gói ở đây thôi. Để đây cho các bé của nhà chị. Nếu mà các em đi quay ở đâu cho cặp, cho cặp của chúng em vẫn còn. Cái này là dành tặng cho hai bé nhà chị ấy. Cái này để cho hai bé nhà chị. Quà của bà Y chị ạ. Cháu Mỹ cũng rất là cảm ơn bà Y nhá. Đây là phần quà rất là đầy ý nghĩa này. Mang cho hai con của cháu nữa, cháu cũng rất là cảm ơn bà. Hình như chị Mỹ là quần áo cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhá, cũng đồng hành vất vả đồng hành cùng mấy chị em là lên trên này thay mặt các ông các bà là phát lại cho bà con. Nói chung là chị Mỹ là một người con của bà con dân tộc Mông trên này đi, một người con của người Mông. Tuy nhiên thì là khi mà có những phần quà như vậy là chị cũng không vào mà lựa cho chính bản thân mình mà lựa cho bà con, cũng như là chị bảo là bà con lựa hết là chị mới lựa cho chính mình, nên là giờ thì bà con lựa hết rồi là chị làm gì được cái nào nữa. Thôi ạ, để cho con, để bà con lấy đã. Nếu mà bà con lấy thừa thì chị sẽ lấy, mà không thừa thì thôi, dạ, sao vâng, cả. Cảm ơn chị nhé. Bà con được nhận rồi thì chị cũng rất là vui mừng thay cho bà con rồi. Dạ. Vâng. Bà con là nhận là có người là cũng... Hôm nay thì bà con được nhận những phần quà của các nhà hảo tâm, các cô bác ở trên kênh của em Đào thì bà con rất là vui và em Mỹ cũng vui mừng thay cho bà con nữa. Thế là giờ chị mình là nhà cũng vừa ngay dưới này. Bà con là nói chung là bà con cũng lựa xong hết rồi. Đây có những tải quần áo là cũng chuẩn bị là mang về rồi. Thế nãy mà là còn hai hộ không ở nhà ấy là đã lấy ra chưa hả chị? Một hộ thì chị gọi điện cho xuống rồi, còn một hộ thì chị đã để phần ở đây rồi. Chị mình là rất là quan tâm và chú đáo. Ấy là bà con thôn mình ấy là có những hộ không có ở nhà để nhận quái là chị cũng chọn riêng ra để phần cho. Ấy lúc nữa là các chị đến là chị Mỹ là thay mặt em là đưa lại cho hộ đấy nhá. Tại vì là hộ đấy thì cũng có một chút công việc ở nhà nên là vẫn không xuống đây được lấy quả áo. Nên là chị cũng
để phần ở đây cho tí nữa chị sẽ gọi điện cho, nếu mà xong công việc ở nhà rồi thì xuống đây để lấy quả áo về nhà. Dạ vâng. Dạ. Hôm nay thì em cũng rất là vui, nói chung là em cũng không biết nói như nào nữa. Cái thứ nhất là cũng nhận được khá là nhiều phần quà của các bác gửi lên cho bà con. Thứ hai là em cũng được gặp chị ở ngoài, và đặc biệt hơn nữa là chị còn đồng hành cùng mấy chị em chúng em nữa. Đấy, em xin chân thành cảm ơn chị Mỹ nhé. Vâng, chị cũng rất là cảm ơn. Dạ, còn có lẽ là nội dung này thì chúng cháu cũng xin phép là khép lại ở đây thôi các bác ạ. Hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo.